Bộ này, bộ này chị này, chị Trương Huệ chủ tịch xã Long Vĩnh rồi. Dạ. Bộ này sao làm cỏ? Đây làm gì làm cỏ vậy? Dạ làm cỏ để chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới nâng cao chứ. À dạ, là chừng nào nâng cao? Dạ 2021. Bây giờ chuẩn bị là các thứ tiết đường qua. Dạ. Dạ. Bữa nay là toàn bộ công nhân viên của xã làm hết ha? Dạ, cán bộ. Dạ. Mà làm đi, làm đi. Tỉnh mình được ha, tỉnh mình được hai xã rồi ha, à, Tân Đông với Cộng Đồng với ai ta, Long Hòa với thị xã, rồi giờ Tân Nhật hả, rồi tới Long Vĩnh hả, qua năm sau hả, 2021 hả.